Tàu vừa nãy chỉ có thầy thôi nhá. Cho con xin miếng dầu bà. Biết mày mở ra nên mà còn đứng lên nữa. Cái loại đàn ông không có lăng tộc tán một phát thì biết là lấy độ. Của bà con xin miếng. Khi Việt Nam mình ấy vẫn còn đang đi xe đò, xe chuồng gà thì người ta đi cái xe này rồi. Thật sự đi tất cả các nước mà gọi là nghèo hơn Việt Nam mình người ta cũng đi xe chuồng gà. Ai đấy, chị là ai đấy? Từ từ em đi. Em đi với chị chuyến nào? Trời 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 trời. Trời thần. Ông có đang hẹn em đi nhậu rồi. Rồi. Khổ ghê. Khiếp bà hàng bao năm rồi. Phi phải 10 năm. Sắp chỉ 10 năm rồi. À, đoàn này có mấy bà này còn trẻ đúng không? Khiếp. Tao nhìn thì danh sách mà toàn các cụ già. Tao không biết đi chơi với ai luôn. Kia lại có các cô đi rồi con ạ. Nào chứ sao, đoàn mình lần này đi toàn tóc bạc thế mẹ. Không có bạn nào trẻ cả. Mẹ đau ủng quá. Tình yêu của mẹ ơi. Mày là con chết rồi, con sắp đi chơi rồi. Con nói với anh đi là gửi mà. Gửi. Con chết rồi, mày gửi xong con luôn. Tí nữa vào nhập cảnh xong mày cho con mượn cái iPad, ok chưa? Tình yêu của mẹ. Cứ đi, đang có wifi miễn phí mà. Cứ mở điện thoại ra đi, ra khỏi sân bay mới hết wifi. Wifi người ta mặc như cây súng này, còn đang livestream này này. Trời mấy bà này. Biết sao chỉ có Việt Nam mình cái wifi của mình chập chờn thôi. Wifi mình chập chờn lắm. Để cho bạn đấy thì cái xe người ta trong đây trong sân bay thì cái tàu điện. Nãy có xe bên kia mẹ qua mẹ không yêu. Mẹ kêu là đi mà. Không phải tại vì là mình phải chờ nguyên đoàn con ạ, mình đi đoàn. Mày xin lỗi mẹ nói xà lơ. Mẹ vừa nói xà lơ, mờ o ngã. Mẹ không được nói, sorry, xin lỗi. Mẹ sẽ không nói xà lơ nữa, ok. Hôm nay vừa nãy lúc mẹ ngủ con đã ăn hết hộp xôi chưa? Tình yêu nồng say của mẹ. Nó lắm à, yêu lắm rồi. Tí mình vào áo dài hề kiến hề. Để chụp hình ở chùa. Vô chùa phải trang nghiêm. Đây bà già. Khiếp bà già thì tôi cứ đi đâu phải có wifi tôi sợ bà ghê vậy đó. Wifi này. Đây này. Bà cứ thấy chỗ nào nó không có khóa là bà bấm vào đây. Không có khóa cứ từ từ. Ông xem đi xong. Rồi đó 13. Chào Vương Anh Thế. Chuyển cái gì chứ bà nội, ở đây nó có wifi miễn phí mà bà nội. Mày quê một cục luôn ý. Đâu thì mày như nào, chị Samsung nhà tôi biết chị liền luôn. Kết nối đúng không? Đây này nó có một cái gì tôi biết đâu. Ừ tao mở wifi iPhone ra nó có liền cái Free liền này. Đây cái Free này. Đấy mà bấm một cái Free đi. Bà kia vào được mà, bà già vào được mà, tôi vào được mà. Đây này bấm lên đây mà. Đây mẹ, mời mẹ Việt Nam Anh Hùng. Trời ơi tôi xem nhiệt độ tôi thấy là nó cũng chỉ là tôi không mặc cái gì luôn thì tôi không mang cái áo khoác vào luôn. À chị đồ đông ấy là chị cả một tủ luôn. Chị mang toàn váy, váy bướm bay tung tăng. Kia đây mỏi chân á. Xuống sân bay nó có bán e sim mà. Mình sẽ đi sau cùng để cho đoàn trước đi. Đoàn mình đi riêng cuối cùng là không sao, không được gấp. Đó. Hiện tại là chuyến du lịch hành hương nhòm hoa anh đào này, chúng tôi đi với một đoàn viện dưỡng lão hội người cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh đến từ các tỉnh lệ. Bây giờ nhờ các cô chú anh chị lấy tờ lớn nhất trong ba cái tờ ra cho em trước nhé. Bây giờ mình xài cái tờ A4, cái tờ to nhất trước. Đây. À, đúng rồi, cái tờ đấy đấy. Mình dùng cái tờ đấy cộng với hộ chiếu để làm cái thủ tục khai báo y tế. Thì tới quầy khai báo y tế họ sẽ làm phiền gia đình mình cho họ qua tiêm cùng vaccine nữa. Tức là chứng minh làm sao để họ biết là mình đã trích 3 mũi vaccine. Y chang mấy cô ở Hàng Không Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất á, họ coi đấy, thì ở đây lại coi lại một lần nữa. Rồi sau cái khâu đấy là tới khâu nhập cảnh và tiếp tục là cuối cùng là hành lý. Hướng dẫn nhiều quá sợ các cô chú lớn tuổi nghe không kịp. Nên bây giờ cứ trước mắt là xài dùng con cái hộ chiếu với cái tờ giấy A4 trước. Tiếp tục đến cái điểm tiếp theo thì con lại hướng dẫn tiếp. May mà lần này đi tao có mày với thằng Huy đấy. Em cũng đi gần tuổi. Chúng mình là hội người luống tuổi. Rồi xong xuôi thì mời gia đình mình đứng ở các cửa lên nhé. May mắn là các chị vẫn lại sau điện để về ra đến. Chắc giờ chỉ còn nhà mình thôi ạ. Đúng rồi chị, còn nhà mình không ạ? Các cô chú kiểm tra đồ đạc nhé, không để quên gì ha. Chết mẹ mưa rồi. Đấy. Không mang đồ rồi. Không mang đồ, sợ thật. Mang toàn con đùi áo ba lỗ, mặc cho tung tăng, nghĩ là sẽ chụp hoa hiếc nhiều lắm. Ừ. Đang trong quá trình chữ chứng nên là sẽ không nhậu. Tim mày tim cà phê nha Vương Anh, thế mày đừng có rủa tao. Quỳnh Quyên ơi, thế tóm lại là mày đang ở đâu? Tao với thằng Chí Đỗ với bà Chính đang sang đến đây rồi. Mày đang ở đâu? Mày ở cái tỉnh nào? Mày nói tao nghe. Mày biết cái lịch mọi người đi, mày đã xin được nghỉ ngày nào chưa? Kiến ơi, gái Tũn ơi, gái Tũn đi với mày bây giờ. Kiến, go. Đi vô đi, đi vô đi. Ừ, ok. Úi dồi. Trời ơi các cô máu chưa kìa. Đẹp dữ vậy trời. Thôi chết tôi rồi, các bà làm tôi để lên cơn máu điên rồi. Chết tôi rồi, mặc áo dài đẹp thế này tôi chết rồi. Ê bà Tũn, chả nhẽ tôi lại còn thua mấy bà. Tôi có áo dài chứ bố. Ê Huy, theo mày chị có nên mặc áo dài không? Thế mấy bà này mặc tao dần dần này này. Ờ thôi nhỉ. Chị mặc bộ này tưởng chị người Nhật. Chào mẹ Minh, có bà Bình Tũn đây này. Bà Tũn không hề lạnh luôn, bà mặc áo dạ. Mày uống sữa chưa? Mày uống sữa chưa? Cầm ngay thùng rác dùm con. Đi ngay thùng rác khẩn trương. Quanh quanh như này. Kiến uống xong chưa? Kiến cắt tóc rồi, mất 100.000. Ôi vậy mẹ, mất 100.000 xong người ta trả có 100. Thì không ơi, mẹ đưa con 200, người ta trả lại 100 thì không mất 100 à? Bà Tũn ơi, uống đi, cho nó khỏe người. Kiến đâu? Kiến, uống hồng xong baby ngay, nhanh. Cố Hồng xăm baby đi cho khỏe con. Mẹ cũng uống này. Cái gì con? Nam Mô Di Phật. Sao phải Nam Mô Di Phật? Đấy, trẻ thì uống Hồng Sâm Baby. Cái này Kiết. Người lớn thì uống cái này, uống cho nó khỏe. Đấy, uống cái này đi bộ nguyên ngày. Những ngày đi du lịch phải mang cái này theo. Tại sáng ngày ra không biết ăn uống cái gì. Cái nhung hiêu hồng sâm này rất là khỏe, bổ sung chất dinh dưỡng, rất khỏe. Tí ăn sáng xong uống bổ trứng. Hôm nay là ngày thứ 6 tôi nghỉ nhậu nha mấy bà. Eo ôi, bà nào vứt rác dưới chân ghê quá kìa. Ây da. Đứng ra chờ đi. Ra ra đứng đây. Cầm cái đấy, cầm cái hồng sâm lên. Như nào? Từ 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 nhá. Còn hai con rừng này. Mình để nhiều quá đó, bởi vậy nó mới dậy. Trời giúp đi mẹ, máy bị lát hôm nay. Đấy. Ừ. Mẹ nhìn nha. Mẹ biết con ăn món gì không? Ừ. Ừ. Đơn sấy thế nào? Lắc lên trước khi dùng mà lắc lên. Con đã dặn mẹ bao lần rồi, đi là phải mang theo. Dạ thưa mẹ, ngoài sâm 6 lá thưa mẹ. Bà Minh bà bảo bà Tũn buồn cười quá. Mẹ thấy nhiệt của ta thế nào? Mấy đất nước Nhật người ta nào? Người Nhật người ta nhẹ nhàng lắm. Thích Úc á? Đi lại không? Cái gì? Mình đâu có đi tour đâu mà mày gặp mấy ông đấy. À, chỗ mình ở chỗ khách sạn 5 sao đấy gì. Bà cầm ạ. Con uống đây rồi. Không, chú uống xong. Bà già tôi bảo bà già tôi mang tiền đi sang Úc đánh bạc lại cụ. Cái tinh thần cờ bạc sợ quá. Nhung yêu hồng sâm này uống cho nó khỏe. Một ngày đi vất vả lắm. Tiến để uống hồng sâm baby. Cái này á rất là hiệu quả. Hiệu quả. Cảm thấy liền sau một tuần sử dụng. Kiến ơi, con để cái điện thoại xuống đi vứt rác cho bà ngoại. Thôi ơi, mẹ để cho Kiến làm, mẹ đưa cho Kiến làm. Cái đang chơi mà đi làm cho bà ngoại nhờ Kiến nhờ, trẻ con ngoan mà đấy. Mẹ kệ nó phải tự biết làm. Luis cũng thích Úc. Cái gì? Con đi vứt rác cho mẹ đi. Thôi bỏ đi. Này của con nữa này Kiến này. Mẹ nghĩ rằng trong toilet. Bà ăn quả quýt này. Đang tìm một lọ kem chống nắng. Tại sao? Đâu chú ý thân với nó. Mẹ này cho mẹ cái kẹo sâm. Chú ý thân với nó từ đợt đi Đài Loan. Đi Đài Loan mấy lần vẫn thích. Đài Loan rất là thích. À, chị Hà My ơi, em vi vu đến ngày 23 em về chị. 23 em mới về. Đưa bà giá đi ngắm hoa anh đào. Mà cái ngày em về ông Văn Thành Công mới sang. Trời thần thiên địa. Ông Văn Thành Công Sukana đi với bạn. Xong rồi là bạn trượt visa bay một mình. Đi rồi ạ. Thôi bye bye cả nhà nhé. Mẹ con em đi đây. Bắt đầu đến thiên đường Phật giáo. Mặc áo khoác vào. Đầu tháng 2 về ok. 2 về lúc đấy là em gặp được 2 đấy. Bởi vì cuối tháng 5. Cuối tháng 5 em lại có lịch đi Bắc Âu. Cuối tháng 5 em đi Bắc Âu. Mà em đang định đi Chiang Mai vào giữa tháng 5. Nhưng mà lúc ấy con Kiến nó thi học kỳ. Trời ơi, hàng bao nhiêu dự định. Định Lào, Campuchia chưa được đi lại. Đi này tao phát dầu. Em muốn đi Campuchia à? Lào, Campuchia muốn đi cái cung đấy đưa bà Tũn đi để đi Angkor Wat lại. Ngày xưa đi nhưng mà không biết chụp hình má ơi. Kiến ơi, Tũn ơi, phụ con này mẹ. Ê, ông bà nào vứt rác của xe tôi vậy trời ơi. Con tắt cái đi. Không mẹ kéo cái vali cho con. Để đây đấy. Kệ nào. Cái áo kia chỉnh lại đi Kiến, cái áo nhăn. Con gái em đấy mấy chị.